Đam, em có sống tốt không? Ngàn năm sau cũng có nghĩa là trước khi số đuôi nhiều hơn chín, phải hiểu cách nhẫn nại, hiểu tình yêu, biết hy sinh, nếu cuối cùng cũng tìm ra được lý do để sống tiếp. Nếu người khát khao mong cậu có thể sống tiếp vẫn đang chờ cậu, thì Cầm Thú sẽ được biến thành người phàm. Hee-sun, anh đến đi. Hee-sun, em sao thế? Đúng là sống lâu thì cái gì cũng sẽ thấy. Sao thế? Sao em lại khóc? May mắn quá. Gì cơ? Không sao nữa rồi, không sao nữa rồi. Em còn tưởng là chết thật rồi. Sẽ không chết đâu, không chết đâu. Không sao nữa rồi. iQIYI, strange name, amazing shows.